Xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất, sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thư ký Liên hợp quốc cảnh báo Trung Đông bên bờ vực thẳm. Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres kêu gọi Hamas thả con tin và Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza, cảnh báo Trung Đông đang bên bờ vực thẳm. Gaza đang cạn kiệt nước, điện và các nguồn cung cấp thiết yếu khác. Ông Antonio Guterres ngày 15 tháng 10 cho biết trong một tuyên bố theo ông, các kho dự trữ thực phẩm, nước, vật tư y tế và nhiên liệu của Liên Hợp Quốc ở Ai Cập, Jordan, Bờ Tây và Israel có thể được gửi đi trong vòng vài giờ. Song cần đảm bảo rằng các nhân viên cứu trợ phải đưa được chúng vào khắp giải Gaza một cách an toàn và không bị cản trở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Hamas thả các con tin ngay lập tức và không đi kèm bất kỳ điều kiện nào. Cả hai mục tiêu trên đều có cơ sở. Chúng không nên trở thành con bài mặc cả và chúng phải được thực hiện, vì đó là điều đúng đắn phải làm, Guterres nhấn mạnh lưu ý rằng ông có trách nhiệm đưa ra lời kêu gọi khi chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm ở Trung Đông. Theo Aviv tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hamas hôm 8 tháng 10, một ngày sau cuộc đột kích của lực lượng này vào Israel, theo thống kê đến nay, số người không qua khỏi về cuộc tấn công đã lên tới 1.400, chủ yếu là dân thường. Hàng loạt cuộc không kích sau đó của Israel đã san phẳng nhiều khu dân cư ở giải Gaza, nơi Hamas nắm quyền kiểm soát và khiến gần 2.700 người không qua khỏi, đa số là dân thường Palestine. Israel cũng cắt toàn bộ nguồn cung cấp nước, điện và thực phẩm cho khu vực trước khi nối lại nguồn nước cho miền Nam Gaza ngày 15 tháng 10. Quân đội Israel đã yêu cầu người dân ở phía Bắc giải Gaza di chuyển về phía Nam để đảm bảo an toàn trước khi họ phát động một cuộc tấn công trên bộ và khu vực. Các nhóm viện trợ cảnh báo về một thảm họa nhân đạo tại đây, với khoảng 1 triệu người phải di rời và người Palestine liên tục phàn nàn về tình trạng cạn nước. Quân đội Israel cho biết họ đã xác định được 155 người đang bị Hamas bắt làm con tin sau khi nhóm này tiến hành cuộc tấn công. Israel hoãn tấn công trên bộ, nới phong tỏa Gaza. Israel được cho là dự định mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Gaza cuối tuần qua, nhưng buộc phải hoãn lại, New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay. Theo New York Times, Israel quyết định hoãn chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào Gaza cuối tuần qua do thời tiết bất lợi. Chiến dịch tấn công ban đầu được lên kế hoạch tiến hành vào cuối tuần, nhưng buộc phải rời lại vài ngày, ít nhất một phần do thời tiết bất lợi. Nguồn tin ngày 15 tháng 10 cho hay, Ba sĩ quan giấu tên của Israel cũng cho biết theo kế hoạch sẽ có hàng chục nghìn binh sĩ, bao gồm cả các đơn vị đặc nhiệm cùng với xe tăng được máy bay trực thăng, pháo hạm, máy bay không người lái, pháo yểm trợ tham gia chiến dịch tấn công trên bộ và Gaza. Mục tiêu của chiến dịch này là phá hủy Hamas, lực lượng đã kiểm soát Gaza kể từ năm 2007. Đây có thể sẽ là chiến dịch tấn công trên bộ lớn nhất hơn một thập niên qua nhằm vào Gaza. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Israel có ý định giành kiểm soát một phần hay toàn bộ Gaza. Một câu hỏi lớn khác là Israel muốn trực tiếp kiểm soát Gaza hay thông qua một chính quyền Palestine mới nếu họ đạt được mục tiêu chấm dứt quyền lực của Hamas ở đây. Về phía Israel, giới chức quân sự nước này cho rằng một chiến dịch tấn công trên bộ sẽ mất nhiều tháng bởi vì Israel sẽ phải phá hủy một mạng lưới đường hầm phức tạp của Hamas. Xung đột Israel-Hamas bùng phát trở lại từ mùng 7 tháng 10 khi Hamas bất ngờ bắn hơn 2.000 quả rocket về phía Israel. Hơn 1.000 tay súng Hamas đã tràn vào lãnh thổ do Israel kiểm soát, bắt giữ hàng loạt con tin đưa về Gaza, giới chức Israel hôm qua ước tính Hamas vẫn còn bắt giữ hơn 150 con tin. Các cuộc giao tranh hơn một tuần qua đã khiến hơn 1.900 người ở Gaza và khoảng 1.300 người ở Israel không qua khỏi. Israel đã tuyên chiến với Hamas và thực hiện chiến dịch không kích đáp trả lớn chưa từng có nhắm vào Gaza. Quân đội Israel cũng xác nhận chuẩn bị thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ vào lãnh thổ do Hamas kiểm soát, bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xung đột leo thang nguy hiểm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước tuyên bố Quân đội nước này đã tung ra lực lượng quy mô lớn chưa từng có để đáp trả Hamas, song cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là khởi đầu. Quân đội Israel cuối tuần qua đã kêu gọi hơn một triệu người sơ tán từ phía Bắc sang phía Nam Gaza, dường như để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdur-Halian cảnh báo Israel sẽ đáp trả nếu Israel thực hiện chiến dịch tấn công trên bộ ở Gaza. Ngoài kế hoạch tấn công trên bộ, Israel đã phong tỏa Gaza, chặn nguồn cung điện nước và các nhu yếu phẩm cho khu vực này. Bộ trưởng năng lượng Israel Israel Katz hôm qua cho biết nước này quyết định khôi phục cung cấp nước cho phần phía nam Gaza theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Bộ trưởng Katz cũng khẳng định quyết định này phù hợp với chính sách của Israel. Tuy nhiên, người Palestine ở giải Gaza cho rằng động thái này của Israel chỉ nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận và không có nhiều ý nghĩa bởi thực tế. Nhiều đường ống nước đã bị hư hại sau hơn một tuần giao tranh. Mỹ để ngỏ khả năng đưa binh sĩ tới Gaza giải cứu con tin. Quan chức Mỹ nói rằng nước này có thể đưa quân tới Gaza để giải cứu con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ, nhưng nhấn mạnh Washington chưa có kế hoạch làm việc này. Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 15 tháng 10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, nước này sẽ không loại trừ khả năng triển khai quân đội để giúp giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công vào Israel hôm 7 tháng 10. Tuy nhiên, ông Kirby nhấn mạnh Mỹ vẫn chưa lên bất cứ kế hoạch nào cho phương án nói trên. Khi được hỏi liệu ông có loại trừ một cách tuyệt đối khả năng đưa đặc nhiệm tới Gaza, ông Kirby trả lời, Tôi sẽ không loại trừ bất cứ khả năng nào liên quan tới việc giải cứu các con tin. Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết các vấn đề này từng giờ, nhưng để có các lựa chọn cụ thể, bạn cần có thêm thông tin hơn so với bây giờ. Ông nhấn mạnh Mỹ không có kế hoạch hay ý định đưa quân tới hiện trường để chiến đấu cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tìm kiếm các con tin. Các quan chức Nhà Trắng hồi đầu tuần cho biết ít nhất 14 người Mỹ vẫn mất tích ở Israel, tuy nhiên Mỹ vẫn chưa nắm rõ có bao nhiêu công dân bị Hamas bắt giữ. Lực lượng của người Palestine được cho đang giam giữ hơn 100 con tin, bao gồm dân thường, quan chức Israel và số lượng chưa xác định công dân Mỹ. Sau hơn một tuần, giao tranh ở Israel và Gaza đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người, chủ yếu là dân thường từ cả hai phía và hàng nghìn người khác bị thương. Israel đã tiến hành một cuộc phản công lớn đáp trả lại Hamas khi không kích liên tục giải Gaza. Israel đồng thời cảnh báo hơn một triệu dân ở giải đất hẹp nhanh chóng di tản. Động thái cho thấy, theo Aviv, có thể đang chuẩn bị đưa quân vào Gaza bằng đường bộ. Lực lượng Hamas tuần trước cảnh báo sẽ hành quyết các con tin Israel nếu Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào dân thường ở Gaza. Hamas hôm 13 tháng 10 nói rằng 13 con tin đã không qua khỏi trong các cuộc không kích của Israel. Ông Israel al Rissas, quan chức Hamas, nói với CNN hôm 11 tháng 10 rằng còn quá sớm để trao đổi con tin của Israel trong khi theo Aviv đang tiếp tục tấn công giải Gaza. Chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về việc này, trao đổi con tin, khi cuộc tấn công của Israel nhằm vào người dân của chúng tôi dừng lại, ông nói. Mặt khác, chính quyền Israel cho rằng Hamas đang giam giữ những con tin tại các địa điểm dưới lòng đất. Trung tá Jonathan Kondrikas, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel cho biết Hamas đã lên kế hoạch về cuộc tấn công, bắt cóc con tin và địa điểm giam con tin từ trước. Địa hình đông dân cư của Gaza, mạng lưới đường hầm dưới lòng đất và số lượng lớn đàn ông, phụ nữ và bắt giữ đã khiến Israel phải đối mặt với cuộc khủng hoảng con tin phức tạp nhất từ trước đến nay. Israel nói không muốn xung đột với Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố không muốn xung đột với Hezbollah và nếu nhóm này kiềm chế, Israel sẽ giữ nguyên tình hình dọc biên giới phía Bắc. Chúng tôi không quan tâm tới cuộc chiến ở phía Bắc. Chúng tôi không muốn tình hình leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan nói hôm 15 tháng 10 đề cập tới xung đột với nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Ông Galan nhấn mạnh nếu Hezbollah chọn con đường chiến tranh, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng nếu họ kiềm chế, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó và giữ nguyên tình hình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói, các cuộc xung đột dọc biên giới Israel-Liban trong tuần qua làm dấy lên lo ngại rằng lực lượng hồi giáo vũ trang Hezbollah sẽ mở rộng tấn công Israel trong lúc nước này đang đối phó lực lượng Hamas ở giải Gaza. Chiều 15 tháng 10, còi báo động vang khắp miền bắc Israel khiến người dân phải chạy đi tìm nơi trú ẩn. Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn 509 rocket phóng từ Liban và đáp trả bằng hỏa lực pháo binh. Phó thủ lĩnh Hezbollah Niam Qassem hôm 13 tháng 10 tuyên bố nhóm này đã chuẩn bị đầy đủ để sát cánh cùng lực lượng Hamas trong cuộc chiến chống lại Israel khi thời cơ đến. Mỹ trước đó cảnh báo Hezbollah rằng việc mở mặt trận thứ hai chống lại Israel khi nước này đối phó Hamas sẽ là quyết định sai lầm và khẳng định Washington cam kết hỗ trợ Israel phòng thủ. Tổng thống Biden, Hamas sẽ bị loại bỏ nhưng cần con đường cho nhà nước Palestine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng cần có con đường cho nhà nước Palestine trong khi nhiều bên tìm giải pháp xuống thang xung đột Hamas-Israel. Đài CBS ngày 16 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lòng tin rằng lực lượng Hamas sẽ bị loại trừ nhưng cần có con đường cho nhà nước Palestine. Con đường này là giải pháp hai nhà nước và là chính sách của Washington trong nhiều thập niên nhằm tạo một quốc gia độc lập cạnh Israel cho 5 triệu người Palestine sống tại giải Gaza và bờ Tây sông Jordan. Tôi tin nhưng cần có một chính quyền Palestine, cần một con đường cho nhà nước Palestine, Tổng thống Biden trả lời câu hỏi trên CBS về việc liệu ông có tin rằng Hamas sẽ bị xóa sổ không. Trong cuộc phỏng vấn, ông chủ Nhà Trắng cho hay việc Mỹ điều động binh sĩ đến Israel là không cần thiết vì Israel có một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất. Ông tin rằng Israel sẽ hành động theo các quy tắc chiến tranh. Ông cảnh báo Iran không đưa quân qua biên giới và làm leo thang xung đột Hamas-Israel. Ngoài ra, ông cho hay mối đe dọa khủng bố tại Mỹ gia tăng do bất ổn tại Trung Đông. Hamas không đại diện Palestine. Trong diễn biến liên quan Hamas, hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Palestine Hamas Abbas nói rằng các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine. Tổ chức Giải phóng Palestine PLO là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine, ông nói thêm khi điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela, hai nhà lãnh đạo thảo luận tình hình khủng khiếp ở dài Gaza sau những cuộc tấn công không phân biệt của Israel, ông Maduro tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện của Venezuela vì chính nghĩa và chính quyền Palestine. Hai nhà lãnh đạo đồng ý yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo. Tổng thống Maduro đề nghị gửi 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine trong vài ngày tới. EU ra thông cáo mới Tờ Politico ngày 16 tháng 10 đưa tin Liên minh châu Âu EU ra thông cáo mới trước cuộc họp ngày 17 tháng 10 của các nhà lãnh đạo liên minh về xung đột ở Trung Đông. Lãnh đạo 27 thành viên EU lên án một cách mạnh mẽ nhất đối với Hamas và việc lực lượng này tấn công khủng bố một cách thô bạo và không phân biệt khắp Israel. Bên cạnh đó, Thông cáo còn đề cập tình hình tại giải Gaza, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và sự cần thiết phải giúp đỡ những công dân đang gặp khó khăn nhất ở đó. Một số công dân EU đã bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột, trong khi có những công dân EU khác đang ở giải Gaza. Liên minh châu Âu đã gặp khó khăn trong việc xây dựng quan điểm chính sách thống nhất kể từ cuộc tấn công của Hamas vào tuần trước. Về phía Nga, hãng TASS đưa tin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thảo luận với người đồng cấp Brazil Maro Vieira về việc xuống thang xung đột Hamas-Israel, nhấn mạnh rằng việc dàn xếp ở Trung Đông chỉ khả thi dựa trên tiến trình luật lệ quốc tế. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo bảo vệ dân thường và ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan sang các nước khác trong khu vực. Nguy cơ xung đột leo thang Trong khi đó, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cảnh báo rằng cuộc xung đột Hamas-Israel có nguy cơ leo thang sau khi khiến ít nhất 1.300 người Israel và 2.670 người Palestine không qua khỏi. Có nguy cơ cuộc xung đột này leo thang mở ra mặt trận thứ hai ở phía Bắc. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan cảnh báo và cho rằng có khả năng Iran tham gia. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 15 tháng 10 cảnh báo rằng nước này có thể hành động, đồng thời nhờ đài Al-Jazeera chuyển thông điệp đến giới chức Israel rằng nếu họ không dừng hành động ở giải Gaza, Iran không thể đơn giản, chỉ là một bên quan sát. Người dân Gaza chật vật tìm nước. Nguồn nước cạn kiệt đến mức nhiều người dân ở giải Gaza giờ đây phải chọn lựa giữa tắm hay uống. Tại phía nam giải Gaza, hàng chục người hôm 15 tháng 10 xếp hàng dài tại các phòng tắm. Nhiều người trong số họ đã không tắm trong nhiều ngày. Ahmed Hamid, 43 tuổi, đã trốn khỏi thành phố Gaza cùng vợ và bảy con, hướng tới thành phố Rafah. Sau khi quân đội Israel hôm 13 tháng 10 cảnh báo, người dân ở phía bắc vùng đất này hãy di chuyển về phía nam vì an toàn của chính họ. Chúng tôi đã không tắm trong nhiều ngày, ngay cả việc đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Hamid nói, không có thức ăn, tất cả hàng hóa đều thiếu, và giá cả những thứ sẵn có đều tăng cao. Thực phẩm duy nhất chúng tôi tìm thấy là cá ngừ đóng hộp và phô mát. Tôi cảm thấy mình như một cánh nặng, không thể làm gì được, ông cho biết thêm. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng một triệu người đã phải di rời kể từ khi Israel bắt đầu không kích Gaza sau cuộc tấn công của Hamas. Israel cũng cắt toàn bộ nguồn cung cấp nước, điện và thực phẩm cho vùng ven biển đông dân cư này trước khi nối lại nguồn nước cho khu vực phía Nam vào hôm qua. Mona Abdel Hamid, 55 tuổi, rời nhà ở thành phố Gaza để đến nhà người thân ở Rafa, nhưng thay vào đó, bà đang ở nhà của những người không quen biết. Tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ, tôi đang tìm nơi ẩn náu. Chúng tôi không có nhiều quần áo và hầu hết đều bẩn, không có nước để giặt, bà nói. Không điện, không nước, không internet, tôi cảm thấy như mình đang mất đi quyền con người. Kể từ hôm 13 tháng 10, Saba Maswa, 50 tuổi, đã sống cùng chồng, con gái và 21 người thân khác tại nhà một người bạn ở Rafa. Điều tồi tệ và nguy hiểm nhất là chúng tôi không tìm được nước, không ai trong chúng tôi tắm lúc này vì nước quá khan hiếm, bà cho hay. Tại nhà riêng ở Khan Yunis, gần một trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine, điều hành, Afsham, 23 tuổi, cho biết họ đã đón những vị khách phải di rời khỏi thành phố Gaza, khu Al-Jiman và Tan al -Hawa. Nhưng nước là một vấn đề lớn, anh nhấn mạnh. Ngày nào chúng tôi cũng phải nghĩ cách kiếm nước, nếu chọn tắm thì không uống. Giải Gaza là một trong những vùng có mật độ dân cư đông nhất thế giới, với 2,3 triệu dân Palestine sinh sống trên diện tích khoảng 365 km vuông. Khu vực này phụ thuộc vào các nguồn tiếp tế từ bên ngoài qua lãnh thổ Israel. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo cuộc sơ tán của người dân Gaza có thể dẫn đến thảm họa nhân đạo. Di chuyển hơn một triệu người qua vùng chiến sự đông dân tới nơi không có thức ăn, nước uống và chỗ ở trong bối cảnh toàn bộ khu vực bị phong tỏa là điều cực kỳ nguy hiểm và một số trường hợp là bất khả thi, ông nói. Phi công Israel cứu hàng chục lính khi trực thăng bị Hamas bắn. Hamas bắn trúng trực thăng Israel đang chở hàng chục binh lính đến tiền tuyến, nhưng phi công kịp hạ cánh khẩn cấp, cứu mạng những người ở trong. Thảm họa suýt xảy ra, nhóm Hamas bắn trúng trực thăng CH-53 Yasur chở theo hàng chục binh sĩ, lữ đoàn, dù, trong lúc họ đang di chuyển đến Berry. Phóng viên chiến trường al Heller của Israel cuối tuần trước cho hay. Chiếc trực thăng bị tấn công khi Hamas mở chiến dịch đột kích chưa từng có nhằm vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 nhưng thông tin chỉ được công bố sau khi quân đội Israel gỡ bỏ hạn chế về đưa tin từ ngày 14 tháng 10. Heller cho hay, sau khi trực thăng trúng đạn, phi công đã tìm cách hạ cánh khẩn cấp xuống một bãi đất trống, cho phép toàn bộ binh sĩ trên máy bay sơ tán trước khi nó bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Phóng viên này đăng kèm bức ảnh cho thấy xác máy bay CH-53 Yasser cháy rụi trên cánh đồng, chỉ có một số bộ phận rõ hình dáng như đuôi và cánh quạt. Chưa rõ loại vũ khí được các tay súng Hamas sử dụng để tấn công trực thăng, nhưng truyền thông Israel nói rằng nó bị trúng đạn chống tăng RPG hoặc tên lửa chống tăng dẫn đường. Hamas sáng mùng 7 tháng 10 triển khai hơn 1.000 tay súng chưa làm nhiều mũi, đồng loạt tấn công vào lãnh thổ Israel, phá hủy nhiều khí tài hiện đại của quân đội nước này và bắt khoảng 150 người về giải Gaza làm con tin. Theo Aviv tuyên bố tình trạng chiến tranh với Hamas hôm mùng 8 tháng 10, tiến hành các cuộc không kích, trả đũa và tập trung quân gần biên giới Gaza để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ các cuộc không kích của Israel đã san phẳng nhiều khu dân cư ở giải Gaza, nơi Hamas nắm quyền kiểm soát, khiến gần 2.700 người không qua khỏi, đa số là dân thường Palestine. CH-53 Stallion là dòng trực thăng vận tải hạng nặng do tập đoàn Sikorsky Artscraft của Mỹ phát triển, có khả năng chuyên chở gần 40 binh sĩ hoặc 3,6 tấn hàng hóa ở khoang chứa trong thân. Yasos là phiên bản xuất khẩu dành riêng cho Israel dựa trên mẫu CH-53D được đưa vào biên chế từ năm 1970 trước khi nổ ra xung đột ngày 7 tháng 10. Không quân Israel vận hành tổng cộng 22 trực thăng CH-53 Yasur. Đây vẫn là dòng trực thăng vận tải hạng nặng, chủ lực của nước này cho đến năm 2025, trước khi chúng được thay thế bằng phi đội CH-53K hiện đại hơn.